Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây, giới thiệu với quý vị, đây là một góc chơi lan của anh Dũng ở làng Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Đấy, anh Dũng vừa chơi cây cảnh bonsai xong lại vừa chơi lan. Úi dồi ôi, chỗ này khoảng 50 mét vuông. Đây, quý vị thấy không? Đấy, trên này là sân cây của anh ấy này. Anh Tuấn Anh đang làm cây thiên trụ kìa. Dưới này là góc chơi lan này. Bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới rồi quay cho quý vị và mọi người tham quan cái góc chơi lan này của anh Dũng nhá. Vâng, đây xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái góc chơi lan của anh Dũng MK, Dũng làng khoai. Đợt này anh ấy có sở thích là chơi lan. Như vậy là vừa anh ấy vừa đam mê cây cảnh bonsai, giờ lại còn đam mê cả lan đây nữa. Tôi thì tôi không biết gì nhiều gì về lan, nhưng mà đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn tham quan cái khu chơi lan đây của anh Dũng. Anh ấy mới bắt đầu chơi thôi. Anh em bắt đầu chơi cho nên là cũng chưa có những cây lan lớn. Đây cũng chỉ là các cái mầm ki. Chắc là vừa rồi anh ấy bắt đầu chơi nên bắt đầu mua về. Đấy. Chú Thực nghe, chú Thực bảo là Mạnh nó đang quay đó. Chả biết là lan gì đó, không tìm hiểu về lan nên là tôi cũng thật sự là không biết luôn. Quay cho quý vị và các bạn xem video là chính. Quý vị nào chơi lan, yêu lan thì có thể xem và tham khảo. Úi dồi, từng mầm từng ngọn một này, không biết là nuôi đến bao giờ mới được một giò to đẹp đây. Vừa rồi là thấy trên mạng lan truyền lan 5 cánh trắng với cả 5 cánh hồng gì gì đấy, rất là đắt. Thậm chí có những cuộc giao dịch lan tiền tỷ. Đây có cái giỏ này to. Mỗi tội là chưa có hoa nên là cũng chả biết được là nó màu gì nữa, màu trắng hay màu tím hay là màu hồng. Còn đây là lan kiếm. Lan này tôi biết, lan này là lan kiếm. Anh còn chuẩn bị bao nhiêu là giỏ kia, chắc là đang ươm mầm ở đâu đấy. Lan kiếm này nó ra cái hoa vàng vàng, nhìn rất là đẹp. Lần trước cái cây này nó ra một lần rồi nên là tôi biết được cái hoa của nó rồi. Đây, lan này là lan gì không biết, lan đai châu hay là tai châu gì, đai châu gì. Đây hoa đây quý vị ạ. Đấy, có quả đèn Roman 100W.
đèn led chiếu sáng rực luôn. Rồi đây là cái góc chơi của anh Dũng, góc chơi lan của anh Dũng. Thì tôi làm cái video này cho gửi tới quý vị và các bạn tham khảo xem để vui. À đây đây, bên trong này lại có cả. Úi giời ơi, còn ghép như này nữa. Gì đây? Mít, mít Hòa Bình. À, gỗ mít Hòa Bình nhỉ. Ui dồi ôi, anh Dũng ơi, ông lại nghiện lan thế này. À đây, ui dồi ôi, anh ấy ngâm dâm các cái kỳ. Ui dồi. Đấy, quý vị thấy chưa? Thằng nào chuẩn bị một loạt chậu kia, chuẩn bị chơi lớn đây. Đây, những cái mầm bé tẹo như này. Rồi, ok. Tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ và tích vào quả chuông để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.